어쩌면 운명이었던 것 같습니다. Ngày hôm nay tôi được đứng ở đây nhìn Mega Space như thế này khiến tôi có cảm xúc rất mới lạ. Dường như cuộc gặp gỡ giữa nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh và Mega Space đó là định mệnh. 언어와 문화의 장벽을 넘어 이 프로젝트를 시작할 수 있게 용기를 주신 공동 주최사 호치민 청년 문화회관과 공동 제작사 빅뱅에도 진심으로 감사의 뜻을 전합니다. Tôi xin gửi lời chân thành sâu sắc đến nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp sức cho chúng tôi sức mạnh để bắt đầu dự án này vượt qua rào cản của văn hóa và ngôn ngữ. 문화 콘텐츠 전문가 그룹 메가비나는 전 세계가 주목하는 역동적이고 매력적인 도시 여기 호치민에서 메가스페이스를 통해 한국의 다양한 문화예술 콘텐츠를 선보일 계획입니다. Megavina nhóm truyền bá văn hóa nội dung và sẽ có kế hoạch ra mắt những nội dung văn hóa đa dạng nghệ thuật của Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh là một trong những thành phố năng động và hấp dẫn nhất trên toàn thế giới. 앞으로 메가스페이스는 한국과 베트남의 대표적인 문화 교류의 장으로 베트남의 문화 예술 발전을 주도하고 호치민의 새로운 문화 예술의 랜드마크가 되도록 최선을 다하겠습니다. Mega Space sẽ làm hết sức mình để trở thành là điểm đến văn hóa nghệ thuật mới ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi dẫn đầu về phát triển văn hóa nghệ thuật và giao lưu văn hóa hai nước Việt Nam Hàn Quốc. 끝으로 이 자리를 찾으신 많은 분들께 감사의 인사를 전하겠습니다. Tôi xin cảm ơn những quý vị đã cho tôi được đứng ở đây để phát biểu. 안녕하십니까. 호치민사관 김재원 수행사입니다. Xin chào quý vị, tôi là Lim Jae-won, tổng lãnh sự tổng lãnh sự của Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh. 이번 호치민 청년연맹 문화센터 메가스페이스 전시관 개관을 기념하는 인체 신기 베트남 축제전에 참석하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. Tôi rất vui khi được tham dự triển lãm sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể con người nhân ngày kỷ niệm khánh thành không gian văn hóa Megaspace thuộc nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Nhân chế sinh viên đặc biệt là Hồ Chí Minh Cộng sản Đảng Thanh niên Liên Minh, Đài Hàn Times, 그리고 한국의 전시 전문 업체인 Mega Communication을 비롯한 한 베트남 관계 기관이 함께 준비한 전시라고 알고 있습니다. Tôi được biết rằng triển lãm sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể con người do thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, thời báo Việt Hàn kết hợp với công ty triển lãm Hàn Quốc Mega Communication và các cơ quan hữu quan Việt Nam Hàn Quốc cùng phối hợp thực hiện. 이번 전시회가 많은 호치민 시민들이 참여하는 성공적인 전시회가 되기를 바라며 한 베트남 양국 간 우호 증진에도 이어할 수 있게 되기를 기대합니다. Tôi hy vọng rằng triển lãm lần này sẽ làm tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc, cũng như mong rằng sự kiện này sẽ thành công tốt đẹp và nhận được nhiều sự quan tâm ủng hộ của người dân thành phố. 해외 국민 여러분, 우리는 글로벌 경쟁 시대에 살고 있습니다. 치열한 경쟁을 통해 얻어진 경제적 발전과 풍요로움의 대가로 어쩌면 우리 인간들의 육사와 정신은 과거와 또 다른 새로운 위험에 직면하게 되었다고 하겠습니다. 또한 인간에게 있어서 생로 경사는 여전히 풀리지 않는 미지의 세계로 그 비밀을 밝히기 위한 인류의 도전은 계속되고 있습니다. Thưa quý vị đại biểu, hiện nay chúng ta đang sống trong thời đại cạnh tranh toàn cầu. Thông qua quá trình cạnh tranh khốc liệt đó, con người xin được kính mời ông Park Hang-seo, huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam cũng sẽ chia sẻ đôi lời. Xin được trân trọng kính mời ông. Xin chào. Tôi là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Park Hang-seo. Tôi rất là vui dự được đến đây trong buổi triển lãm ngày hôm nay. 인체 신기전은 단순한 전시가 아니라 건강한 삶으로 우리를 이끌어주는 교육적인 전시로 알고 있습니다. Tôi biết rằng triển lãm sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người đây không phải là triển lãm cơ bản đơn giản mà đây là triển lãm về sức khỏe con người. 이런 좋은 전시회가 베트남에서도 만날 수 있어 참 다행입니다. Tôi được đến đây tham dự buổi triển lãm này, tôi rất cảm ơn các bạn đã cho tôi có cơ hội. 여러분들도 즐겁게 관람하시고 많은 것을 얻어 가시길 바랍니다.
Tôi mong các bạn sẽ có một buổi triển lãm vui vẻ và chúng ta sẽ có nhiều lần đến đây triển lãm nữa để tham quan triển lãm nữa. Cảm ơn. Tôi xin cảm ơn. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng trở về. Và bây giờ nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm sự kiện đặc biệt của cơ thể con người xin phép được.